7 loại trà uống vào giúp sáng mắt, giải độc gan, ai sống thọ cũng uống một thứ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, với hơn 80 năm uống trà và 6 thập kỷ nghiên cứu về trà, viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc Trần Tông Mậu đã đúc kết ra một chân lý: uống trà 1 phút thì có thể giải khát, uống trà 1 giờ giúp thư thái, uống trà 1 tháng thì khỏe mạnh, uống trà cả đời ắt sống lâu. Có thể thấy, uống trà là một thú vui tao nhã và là thói quen hàng ngày đối với mỗi người dân Việt Nam ta. Thế nhưng, không phải ai cũng biết công dụng của từng loại trà đối với sức khỏe hay cơ thể mình phù hợp với loại trà nào, bởi mỗi loại sẽ có những công dụng tuyệt vời khác nhau. Ngay sau đây, Sống An Nhiên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn 7 loại trà thảo mộc tự nhiên cứ uống vào là sáng mắt, giải độc gan thận cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, cách pha chế rất đơn giản mà ai cũng có thể bắt tay thực hiện, không chỉ giúp bạn có những giây phút thư thái mà còn giúp nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ tới 10 năm, thậm chí là 20 năm. Vậy đó là những loại trà quen thuộc nào, chúng mang lại điều kỳ diệu gì đối với cơ thể? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, trà hoa cúc, trà thải độc cơ thể tốt nhất. Với những ai thường xuyên phải làm việc trong môi trường liên quan đến điện tử hoặc các bức xạ nguy hiểm, thì trà hoa cúc chính là thức uống bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Nếu bạn đang tìm trà thải độc nào tốt, thì trà hoa cúc là sự lựa chọn tuyệt diệu nhất bạn nên dùng. Loại trà này sẽ giúp cơ thể tránh được sự tích lũy phóng xạ và các chất độc hại trong cơ thể hàng ngày. Không những thế, trà hoa cúc còn có tác dụng làm đẹp da, sáng mắt, giúp xua tan mệt mỏi rất tốt, cũng như tăng đề kháng hiệu quả cho cơ thể. Cách dùng, cách pha chế trà hoa cúc. Thức trà mát gan giải độc cơ thể thực sự rất đơn giản. Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu, hoa cúc tươi hoặc những bông hoa cúc đã phơi khô, được bảo quản cẩn thận. Sau đó, nấu nước sôi và thả những cánh cúc vào. Cuối cùng là thưởng thức bằng tất cả sự thanh mát và hương thơm thoang thoảng của trà. Mỗi ngày, sáng, trưa, tối, bạn uống trà hoa cúc thường xuyên thì cơ thể sẽ giải độc rất tốt. Không những thế, làn da của bạn sẽ tươi sáng hơn sau một tháng sử dụng. Đặc biệt, trà hoa cúc cực kỳ lý tưởng để giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp hỗ trợ đôi mắt sáng khỏe hơn. Thời điểm tốt nhất để thưởng trà hoa cúc là vào buổi sáng sau khi ăn sáng xong và sau khi dùng xong bữa tối. Một lưu ý nhỏ đó là với những ai dị ứng với phấn hoa thì không nên dùng trà hoa cúc nhé. Thứ hai, trà thải độc nào tốt, không thể bỏ qua trà xanh. Trà xanh có lẽ không còn là thức trà xa lạ với chúng ta nữa. Trà xanh, trà mát gan giải độc tốt nhất, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và ngừa lão hóa tuyệt hảo. Không những thế, trà xanh còn có khả năng làm giảm cơn nóng, hạ hỏa cơ thể rất nhanh. Theo những nghiên cứu mới nhất hiện nay, trà xanh đối với những bệnh nhân ung thư có tác dụng rất tích cực. Trà xanh có lượng catechin rất cao, giúp ngăn ngừa oxy hóa và giảm tổn thương tế bào. Đối với các chị em phụ nữ, trà xanh chính là một trong những nguyên liệu làm đẹp da không thể thiếu. Cách pha chế. Bạn có thể thưởng thức trà xanh tươi bằng cách pha chế những lá chè xanh với nước ấm uống trực tiếp hàng ngày. Ngoài ra, có thể dùng trà xanh đã qua pha chế phơi khô. Tuy nhiên, pha trà xanh với nước ấm uống bằng lá tươi sẽ đem đến những công dụng loại bỏ độc tố và làm đẹp da tốt nhất. Trà xanh nên dùng vào buổi tối và khi đã ăn no nê nhé. Bạn hãy chú ý không nên dùng trà xanh khi bụng đói, vì vị chát có thể sẽ khiến bạn bị cồn cào bụng và buồn nôn. Với những ai hay bị tụt huyết áp, thì cũng nên hạn chế dùng trà xanh. Thứ ba, trà quất mật ong. Trà quất mật ong kết hợp hương vị chua tự nhiên của quất cùng với vị ngọt ngào của mật ong chính là một trong những thức uống giúp bạn thanh lọc cơ thể vô cùng nhanh chóng. Trà quất mật ong có chứa lượng vitamin C cao, giúp cơ thể được bổ sung kháng thể tốt, đồng thời còn giúp bền thành mạch và là loại trà thải độc gan được yêu thích dùng nhiều. Cách pha trà và sử dụng trà. Trà quất mật ong pha chế rất đơn giản, chỉ cần những nguyên liệu dễ kiếm là quất và một lượng mật ong vừa đủ. Như vậy, bạn đã có thể thưởng thức món trà thanh mát và dễ chịu cho những ngày hè oi bức. Không những thế, vào mùa đông, buổi tối hoặc sáng sớm, thưởng thức một chén trà quất mật ong sẽ giúp cơ thể bạn ấm áp hơn, khỏe hơn. Bạn có thể dùng trà quất mật ong cả khi đói lẫn khi no. Tuy nhiên, với những ai có huyết áp cao và hay nóng trong, thì hạn chế hàm lượng mật ong trong trà nhé. Thứ tư, trà ô long. Trà thải độc trị mụn tuyệt hảo. Trà ô long chính là trà thải độc trị mụn và thanh lọc cơ thể tuyệt diệu, được yêu thích dùng rất nhiều. Tuy có vị hơi đắng như ô long, lại có tính rất mát. Trà ô long có tác dụng điều hòa và giải độc cho cơ thể hiệu quả. Đặc biệt, nếu bạn đang tìm trà thải độc giảm cân, đẹp da thì ô long cực kỳ lý tưởng dành cho cả nam giới và phụ nữ.
Nhờ chứa nhiều loại vitamin nên dùng trà ô long sẽ giúp bạn bổ sung đầy đủ dưỡng chất, tăng sức đề kháng cao hơn để phòng bệnh hiệu quả. Nếu bạn thường xuyên căng thẳng mệt mỏi thì trà ô long chính là thức uống nên bỏ túi trong thực đơn mỗi ngày nhé. Thưởng thức một ly trà ô long vào những buổi sáng trong lành chính là cách bạn có thêm năng lượng cho ngày làm việc mới hiệu quả hơn. Cơ thể thanh lọc đi những độc tố và những yếu tố làm bạn xuống tinh thần. Tuy nhiên, nên dùng trà ô long khi đã ăn no, không nên uống trước khi đi ngủ vào buổi tối. Trà ô long thường được chế biến sẵn ở dạng khô và bảo quản cẩn thận. Chính vì thế, bạn cũng chỉ mất tầm 3 đến 5 phút để pha trà mà thôi. Dùng nước sôi để pha trà ô long vào tách đủ dùng. Tuy nhiên, cần lưu ý đó là nên làm lông trà trước khi cho nước vào pha, bằng cách đổ lượng nước sôi ít vào và lắc đều trà, sau đó đổ lớp nước đã cháy này đi. Tiếp đến mới cho nước sôi mới vào, pha trà để dùng. Thứ 5, trà măng cụt, trà thải độc gan rất tốt. Trà măng cụt là thức trà giúp bạn thanh lọc cơ thể rất tốt. Câu trả lời cho thắc mắc trà thải độc nào tốt này có vẻ lạ, nhưng bạn đừng vội bỏ qua. Thưởng thức một ly trà măng cụt hàng ngày sẽ giúp bạn loại bỏ đi những chất độc hại tích lũy trong cơ thể. Hơn thế, trà măng cụt có hương vị vô cùng ngọt ngào nên khi uống thực sự rất dễ chịu. Thực chất, trà măng cụt còn khá mới và lạ. Tuy nhiên, nếu như bạn thưởng thức quen thì đây là trà thải độc cơ thể thực sự bổ dưỡng. Việc dùng măng cụt thường xuyên không chỉ tốt cho gan mà còn giúp đẹp da lên trông thấy. Cách uống trà măng cụt. Trà măng cụt thưởng thức lúc no vào buổi tối sau ăn là tốt nhất, nên hạn chế dùng trà măng cụt với những đối tượng bị vấn đề khó tiêu và tiểu tiện nhiều lần trong đêm. Người ta thường lấy vỏ măng cụt phơi thật khô sau đó đập dập ra. Khi pha trà măng cụt, bạn dùng những mảnh vỡ đã phơi khô sấy nấu với nước sôi khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó có thể thưởng thức khi trà còn nóng để cảm nhận hết hương vị thơm ngon của thức trà này. Thứ 6, trà nha đam, loại trà thải độc đẹp da và mát gan. Nếu như bạn đang cần thanh lọc cơ thể và làm mát da thì chắc chắn trà nha đam là sự lựa chọn tốt nhất. Đây là loại trà mát gan thải độc, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và giúp giải độc hiệu quả. Không những thế, trà nha đam còn giúp cho bạn có được giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn, làn da của bạn cũng giữ được nét tươi tắn và hồng hào, loại bỏ những chất độc tố có hại gây mụn và nám da. Thưởng thức một ly trà nha đam vào mỗi sáng sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và đầy năng lượng hơn. Đối với phụ nữ thì nha đam là bí quyết cho làn da mướt mịn. Cách uống trà. Trà nha đam đem đến cho người dùng cảm giác thanh mát dễ chịu. Muốn pha trà nha đam, trước hết bạn cần phải sơ chế những nhánh nha đam. Bằng cách cắt hết lớp vỏ xanh bên ngoài và rửa sạch phần trắng bên trong, sau đó nấu phần trắng với nước sôi trong vòng 5 phút, những tinh chất và hương vị nha đam sẽ được tinh lọc ra nước. Bạn có thể thêm chút đường để ly trà thơm ngon dễ uống hơn. Nha đam khi uống nguội sẽ ngon hơn khi còn nóng. Đây cũng là điểm khác biệt của trà nha đam so với những thức trà khác. Thưởng thức trà nha đam cả khi đói lẫn khi no, sáng sớm hay đêm muộn đều rất tốt. Không những thế, loại trà này không kén người dùng, hầu như ai cũng có thể thưởng thức mà không lo tác dụng phụ, bởi nha đam rất lành tính. Thứ 7, trà nhân trần, trà thải độc cơ thể tốt cho gan. Trà nhân trần là một trong những thức trà giải độc gan nam dược được sử dụng từ lâu, thời trà ông cho tới nay. Nhân trần có vị đắng nhưng đắng ngọt và rất thơm, có tác dụng thanh nhiệt và giải nóng trong cơ thể. Đồng thời, hiệu quả trong việc chống viêm, chống lại những mẩn ngứa và các bệnh về da khi thời tiết trái gió trở trời. Đặc biệt, nhân trần còn được sử dụng dành cho bất cứ ai muốn giảm cân, tiêu mỡ. Cách sử dụng đúng cách. Nhân trần vừa là trà giải độc gan nam dược tốt cho gan, vừa giúp cho bạn có giấc ngủ ngon hơn. Thưởng thức một ly nhân trần nóng vào mùa đông thực sự ấm áp mà lại tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nên dùng trà nhân trần khi no để tránh bị cồn ruột nhé. Với những ai bị vấn đề khó tiêu cũng nên hạn chế uống trà nhân trần, đặc biệt là vào sáng sớm. Cách pha chế trà nhân trần rất đơn giản. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị nguyên liệu nhân trần đã phơi khô và xào nhẹ lên để tạo mùi thơm. Sau đó, cho nhân trần vào ấm trà và hãm nước sôi vào. Chờ từ 5 đến 7 phút để thưởng thức. Bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào của nhân trần hơn khi thưởng thức nóng. Nhưng với những ai thích sự mát mẻ, thì có thể thêm chút đá vào để giải khát mùa hè.
Quý vị thân mến, hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với vô vàn các chất độc hại khác nhau, lâu ngày có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư, tim mạch. Vậy nên, việc thanh lọc cơ thể, bài trừ độc tố bằng việc uống các loại trà kể trên sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Thông thường, chúng ta thường pha trà theo sở thích cá nhân mà không hề ai biết, chỉ cần bạn cho thêm những nguyên liệu dưới đây vào trà thì công dụng của trà sẽ tăng lên gấp bội lần. Nếu uống trà thường xuyên còn giúp cơ thể bạn ngăn ngừa và phòng tránh nhiều loại bệnh tật nguy hiểm mà y học hiện đại cũng phải bỏ tay chịu thua. Vậy đó, những nguyên liệu quen thuộc nào nên thêm vào khi pha trà giúp con người sống khỏe mạnh và trường thọ? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, quế và trà. Quế không chỉ đem lại hương vị dễ chịu mà còn nâng cao sức khỏe, nhất là khi kết hợp với trà. Nó thúc đẩy giảm cân, tăng cường hệ thống miễn dịch, làm giảm chuột rút kinh nguyệt, chống viêm, phòng ngừa ung thư, chữa cúm thông thường. Các chất chống oxy hóa như polyphenol trong quế giúp cơ thể bạn khỏi bị hư hại do oxy hóa. Các đặc tính chống viêm của quế có thể giúp sửa chữa tổn thương mô và nhiễm trùng. Sự kết hợp giữa trà và quế có thể làm giảm mức cholesterol LDL và triglycerides xấu. Nổi tiếng với đặc tính làm giảm lượng đường trong máu, quế rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cách làm: cho một thanh quế vào đun sôi 10 phút, đổ nước này ra và hãm thêm túi trà vào rồi thưởng thức. Thứ hai, gừng và trà. Những lợi ích sức khỏe của gừng và sự kết hợp của nó trong trà hàng ngày giúp cơ thể hấp thụ các dinh dưỡng cần thiết, giảm đau dạ dày và hội chứng ruột kích thích, chống ung thư, cải thiện hệ tiêu hóa, thúc đẩy giảm cân, cải thiện lưu thông máu và bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer. Sự hiện diện của các hợp chất như hagaol, paradol và gingerol, đặc biệt là gingerol, giúp chống lại tình trạng viêm mãn tính đã được tìm thấy là nguyên nhân gốc rễ của các bệnh như tiểu đường, ung thư và bệnh tim. Cách làm: pha một tách trà gừng với nước sôi, cho thêm gừng nạo sợi vào thưởng thức. Thứ ba, mật ong và trà. Mật ong là một trong những nguyên liệu được sử dụng phổ biến nhất với trà. Những lợi ích sức khỏe của mật ong giúp nó trở thành thành phần thay thế đường hoàn hảo, là một nguồn carbon hydrate tuyệt vời. Mật ong có thể làm ngọt trà của bạn mà không ảnh hưởng đến lượng đường và mức insulin. Trà mật ong có thể tạm thời làm giảm các triệu chứng cảm cúm và cảm lạnh, vì mật ong làm tăng lưu lượng máu trong cơ thể. Nó có thể giúp làm giảm đau bụng kinh. Uống trà nóng với mật ong có thể giúp làm dịu viêm thanh quản, vì sự kết hợp mật ong và trà sẽ xoa dịu các dây thanh âm. Sự kết hợp này cũng giúp giảm cân, làm sạch da, giảm viêm và là nguồn cung cấp vitamin B rất tốt. Cách làm: thêm 1 đến 2 muỗng mật ong vào một tách trà, đảm bảo không pha với nước sôi vì sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng đáng kể. Thứ tư, dầu dừa và trà. Dầu dừa đã trở thành một thành phần nổi bật trong chế độ ăn uống lành mạnh. Sự kết hợp độc đáo của các axit béo trong dầu dừa có tác động tích cực đến sức khỏe của bạn, giúp giảm mỡ, cải thiện chức năng nhận thức và giúp giảm sự xuất hiện của các cơn co giật. Bằng cách kết hợp dầu dừa vào trà hàng ngày, bạn có thể tận dụng các lợi ích sức khỏe như cải thiện chức năng cơ bắp do các chất điện giải vô trùng và pH tự nhiên. Nếu bạn muốn giảm cân, hàm lượng chất xơ cao trong dầu có thể phát huy công dụng vì hạn chế sự thèm ăn quá mức. Một trong những lợi ích chính khác của dầu dừa với phụ nữ mang thai là hàm lượng acid lauric chuyển thành monolaurin, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bé. Cách làm: hãy chắc chắn dùng dầu dừa nguyên chất, trộn một muỗng cà phê dầu dừa với một tách trà pha. Nếu hương vị kém hấp dẫn, bạn có thể bổ sung một chút mật ong. Quý vị thân mến, thưởng thức một ly trà nóng hổi mỗi ngày không chỉ giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi mà còn đem lại rất nhiều công dụng chữa bệnh tuyệt vời mà ít ai biết đến. Vậy nên sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị và các bạn hãy bổ sung 7 loại trà thảo mộc mà Sống An Nhiên chia sẻ ở trên và chế độ ăn uống của gia đình mình để chúng ta cùng có một sức khỏe dẻo dai, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.